Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua nick Liên Quân Mobile giá rẻ, chất lượng và uy tín thì các bạn hãy đến ngay với shop lqmobileshop.com nha. Shop bán nick Liên Quân chất lượng, giá rẻ và uy tín cực kỳ luôn. Hello anh em, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại chơi vị tướng Omen nha. Được mệnh danh là chùm đấu sĩ tay đôi. Và nghe có vẻ là oai như vậy thôi, nghe có vẻ là bá chủ cái lên solo như vậy thôi chứ. Thật ra là bây giờ mình thấy là rất là ít người chơi cái vị tướng này. Bởi vì là từ lúc mà nó thay đổi cái cơ chế sử dụng chiêu cuối đi thì bây giờ rất là ít người chơi luôn. Cái chiêu cuối của Omen bây giờ nó sử dụng rất là nhanh, nên là nhiều khi mà các bạn không thể nào mà kết hợp được cái tốc biến chiêu cuối ấy, nên là nhiều bạn bỏ cái vị tướng này rồi. Và cái kèo đấu của mình ngày hôm nay đó chính là gặp ngay Florentino anh em ơi. Gặp ngay Florentino mà một cái kèo khắc chế hoàn toàn Omen luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em thấy là Omen hoàn toàn có thể solo được với cả Florentino nhá. Đó các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là mình quất vào mông như kiểu là đánh con chưa? Thật ra thì cái vị tướng Omen này nó solo lên nó không sợ cái con Florentino đâu anh em ơi. Chẳng qua là anh em chưa biết cách chơi thôi. Và chơi cái vị tướng Omen này thì các bạn phải farm thật là nhiều vào cho mình nhá. Các bạn phải làm sao để hack vàng cho mình, bởi vì cái con tướng Omen này nó càng hack vàng thì nó càng trâu và nó càng khỏe, bởi vì nó có cái chiêu 2 mà. Cái chiêu 2 của Omen là một cái chiêu rất là lợi hại nhá. Nên là anh em phải làm thế nào để có thể là bật chiêu 2 nó đúng này, đúng lúc này, đúng hợp lý này thì mới có thể là giao tranh thắng được, bởi vì cái chiêu 2 của vị tướng Omen này thì hầu như là nó miễn gần như là hết sát thương luôn ấy, nó chỉ bị chịu một tí sát thương thôi. Ok, vừa kiếm được cái điệu nhảy Omen buồn cười quá anh em ơi, vừa kiếm được cái điệu nhảy Omen trông rất là khó chịu luôn. À mà nói đến vị tướng Omen thì mình lại cay anh em ơi, cay vãi trưởng luôn ý. Hôm qua mình chơi cái chế độ mà cúp vinh quang để lấy cái bộ trang phục mới của Omen thì hai trận đầu gánh team MVP các kiểu đánh rất là phê. Đánh đến trận cuối cùng thì thằng support team mình nó phá game anh em ơi. Nó pick ngay phải cái con zip, nó cứ hút bùa thế là thua. Thua mất một trận nên là không nhận được cái trang phục mới, nên là hôm nay phải quay clip bằng cái trang phục cũ này. Chán thật sự luôn. Ok thì tối nay có lẽ là mình sẽ cố gắng là lấy nốt cái cúp nhanh em ơi. Lấy lại cái cúp đó để lấy cái trang phục mới của vị tướng Omen này. Mình cảm thấy là cái bộ trang phục đấy khá là đẹp. Ok thì chơi Omen thì anh em cứ sử dụng cho mình cái bảng ngọc là 26% tốc đánh nha. Còn cái trang bị thì anh em cứ lên semi cho mình, cứ lên full tank, sau đó thì các bạn lên cho mình một cái món trang bị công. Cái món trang bị công của Omen thì các bạn có thể lên, một là cái kiếm Fannia, hai là cái gì nhỉ? Cái đao truy hồn anh em ơi. Cái đao truy hồn hoặc là cái kiếm Fannia nhá, một trong hai thôi anh em ơi. Chứ đừng có lên cả hai các bạn sẽ rất là mỏng đấy. Rồi, cứ bị nó chọc kìa anh em ơi, khó chịu chưa? Với cái tầm đồ bây giờ thì nói chung là mình vẫn chưa solo lại nó đâu anh em ơi. Tí nữa mà có tầm khoảng 2-3 món đồ tanh cơ thì nói chung là solo khô máu luôn. Đó anh em thấy chưa, anh em thấy là nó chọc mình chưa, chọc quá ghê luôn. Nhưng mà mình cũng rất là trâu nha, mình chưa chết được đâu. Và cái trang bị của Omen thì các bạn cứ lên theo mình này, đảm bảo mạnh luôn. Cái trang bị đầu tiên thì các bạn lên cho mình cái phi tiêu nhá. Cái phi tiêu là cái món trang bị thứ hai của cái kiếm Fannia ấy. Sau đó thì các bạn lên cho mình cái giày kiên cường này. Giày kiên cường xong thì giáp thống khổ này, giáp thống khổ xong thì là huân chương choi. Huân chương choi xong thì các bạn có thể lên cho mình cái thuẫn nham thạch, sau đó thì cuối cùng là cái giáp hộ mệnh nhá. Gánh mình làm cái gì bạn ơi, mình còn băng xương mà. Về đi. Quyền vương thì bạn có vẻ rất là áp lực kìa. Ơ kìa, mất luôn cả bùa xanh kìa anh em ơi. Ui. Quyền vương nó đá phát mất bùa xanh luôn kìa, chả hiểu kiểu gì luôn. Và anh em chơi Omen thì anh em vẫn có thể là sử dụng cho mình lại cái phù hiệu cũ nhá. Cái phù hiệu khỏe nhất cho Omen đó chính là cái phù hiệu đấu khí. Và cái phù hiệu thứ hai anh em có thể sử dụng đó chính là cái phù hiệu là chuyển sinh nhá. Ok, cái pha này thì có khi là xuống ganh cho team rồi anh em ơi. Bởi vì cái con Kricknack team mình nó mất cái bùa xanh, sau đó thì nó lên farm lính của mình luôn kìa. Ok, đánh luôn này, Zata. Ừ, nhưng Zata không có chiêu cuối anh em ơi. Zata AFK ấy sao nhỉ, có chiêu cuối rồi mà vẫn đứng im kìa. Chơi luôn này bạn ơi, mình có chiêu cuối này, chơi luôn này. Ok, bật chiêu 2 trước nha, kéo chiêu 1 về này, bật chiêu cuối này, đánh luôn anh em ơi. Đánh luôn, ôi thôi xong rồi, có con quyền vương nó đến rồi, có cả con Quillen, ôi thôi xong. Cái pha này có khi là mất cả trì lẫn chài rồi. Dừng team mình vẫn farm ạ, chả hiểu sao. Farm cả đám lính của mình bên trên sau đó thì vẫn về farm kìa, chả hiểu kiểu gì luôn ý. Uầy, tỷ số 1-6 rồi anh em ơi. Tỷ số 1-6 rồi, không ổn rồi. Ok, không sao nhá, Omen của chúng ta vẫn có thể gánh được, anh em cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh, bây giờ mình đi farm có tí đồ đã, chứ bây giờ đánh nhau là mình yếu quá. Và theo mình thấy thì bây giờ là cái món trang bị, cái thuẫn nham thạch bây giờ rất là khỏe nhá. Các bạn có thể lên cho rất là nhiều những vị tướng như kiểu là Omen cũng được này. Omen này, hoặc là những vị tướng châu bò như kiểu Enron, Lữ Bố hay là Zephyr. Những vị tướng mà châu châu có thể càn vào ấy, các bạn lên cho mình cái món trang bị là cái thuẫn nham thạch, đánh phê cực kỳ luôn. Rồi bây giờ thì mình cứ đi farm thôi, chứ bây giờ yếu quá rồi. Một cái pha đi ganh cứ tưởng là có lợi cho team, nhưng mà ai ngờ là lại làm thọt cho team kìa. Ơ kìa, hay quá anh em ơi. Hay quá, nhưng mà con quyền vương nó xuống kìa, mình sẽ kéo bùa xanh ra nhá. Đề phòng là team bạn ra cướp bùa xanh này. Rồi Florentino team bạn có vẻ là múa kinh phết nhở, biết chơi game đấy. Cái pha này mình farm xong lính thì mình sẽ xuống ganh luôn này.
Đánh luôn anh em ơi, mình đang đến đây chơi luôn này, mình còn nguyên tốc biến với cả con Uti nhá. Florentino này chạy đi đâu bạn ơi? Cái pha này mình tốc biến Uti luôn này, chạy đi đâu? Ok, bạn múa đi, bạn múa hộ mình với. Dậy múa đi bạn ơi. Ok, cờ giáp cơ này, mình xin nốt cái mạng của giáp cơ này. Chạy vào bụi làm cái gì? Ngon quá. Cái pha này đi ganh thì thành công nha anh em ơi. Ui. Ok, quyết lên. Ui thôi xong rồi. Nó giết được con Zata team mình, thế là nó lại hồi chiêu cuối kìa, cay ấy nhở. Ok, nhưng mà không sao nha anh em ơi, cái pha vừa xong thì mình ăn được mạng rồi, bây giờ có lợi thế rồi. Cái gì kia, Vlon tốc biến xích được vô bụi. Tất nhiên là xích được rồi bạn ơi, cái pha đấy thì bạn chạy vô bụi đúng một cái đường thẳng như thế mình xích ulti là đúng rồi còn gì nữa. Chứ bạn nghĩ mình hack map à? Thật ra là cái vị tướng Omen bây giờ vẫn rất là mạnh nhưng mà có rất là ít người chơi, bởi vì cái lý do là rất là nhiều anh em không sử dụng được cái combo là chiêu cuối tốc biến. Thì thật ra là cái combo này không phải là không sử dụng được đâu anh em ơi, nó vẫn sử dụng được rất là ok nhá, nhưng mà anh em phải căn khoảng cách cơ. Bây giờ thì cái chiêu cuối tốc biến của con Omen này thì các bạn phải căn khoảng cách nó xa hơn một chút, chứ không thể nào mà căn cái chiêu cuối tốc biến ulti nó gần gần được như trước đâu. Bây giờ các bạn phải căn làm sao để đủ khoảng cách các bạn bấm chiêu cuối và cái chiêu tốc biến thật là nhanh nhá. Chứ như cái phiên bản trước thì cái chiêu cuối nó vẫn còn lết lết được một đoạn cơ, còn cái chiêu cuối ở cái phiên bản này là nó cắm vào luôn đó anh em thấy chưa. Nên là bây giờ các bạn, một là các bạn kéo chiêu một về các bạn ulti chiêu cuối luôn, hoặc là thứ hai là các bạn muốn dùng cái combo là chiêu cuối tốc biến thì các bạn phải dùng thật nhanh cho mình chiêu cuối xong bấm tốc biến luôn nhá. Ok, solo kill, bạn tuổi gì đó. Và anh em có thể thấy là Omen không hề ngán solo với cả Florentino nhá. Theo mình nghĩ thì cái con Omen bây giờ nó chỉ sợ mỗi cái con Irie thôi anh em ơi. Còn đâu Florentino hay là Zuka, Ngộ Không hay là những cái con tướng đấu sĩ khác thì nó không sợ đâu. Sợ mỗi con Irie thôi anh em ơi, bây giờ con Irie nó chém vẫn rất là thấm nhá. Và khi mà anh em cầm Omen muốn thắng kèo Florentino thì các bạn phải để ý cái chiêu cuối của con Flo nhá. Khi mà cái con Flo nó khắc chiêu cuối và anh em thì anh em phải lùi về một tí này. Lùi về một tí, khi mà cái thanh chiêu cuối của nó hết rồi thì các bạn bật chiêu 2 lên quả nhiệt tình luôn. Các bạn bật chiêu 2 lên con một Flo múa không mất máu luôn nhá. Tí nữa mình sẽ làm một cái pha mà solo kill với cả con Florentino cho anh em xem luôn, chứ không anh em lại bảo là thằng này lý thuyết mà không có thực hành. Theo mình thấy thì cái điều quan trọng nhất khi mà các bạn muốn chơi Omen tốt là các bạn phải đi farm thật là nhiều vào cho mình nhá. Bởi vì cái chất tướng của Omen là một cái chất tướng cực kỳ là cần farm luôn. Và một khi mà các bạn đã farm out tiền rồi với cả là out đồ rồi thì kể cả 5 người team bạn đánh mình đều không mất máu luôn. Ok, cái pha này này, cái pha này team mình lên này, chiêu cuối tốc biến này. Đó, chạy đi đâu bạn ơi? Florentino về chúng tôi à? Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể thấy là cái chiêu cuối tốc biến của Omen không phải là không sử dụng được đâu, mà là các bạn phải sử dụng nhanh tay hơn trước nhá. Ok, cái tầm này có đồ rồi đấy anh em ơi, cái tầm này mình nghĩ là mình có thể là solo lại 1-1 với cả con Florentino rồi. Ok chưa? Quyền Vương team bạn làm cái gì nhỉ? Quyền Vương team bạn vừa làm cái gì nhỉ anh em nhỉ? Mình chả nhìn thấy cái gì luôn ấy, mù hết cả mắt luôn. Rồi, cái hiệu ứng biến về chất thật sự luôn anh em ơi. Mình thấy là cái bộ trang phục này nó vẫn là đẹp nhất trong tất cả các bộ trang phục của Omen nhá. Kể cả là cái bộ trang phục vừa mới ra mắt thì mình thấy đều vẫn không đẹp bằng bộ này đâu. Bộ này nó vừa có hiệu ứng kỹ năng này, nó còn vừa có hiệu ứng biến về này, trông rất là phê luôn. Rồi, với cái tầm đồ bây giờ thì mình sẽ đi tìm bạn Florentino để có thể là tỉ thí kỹ năng này. Florentino đâu ấy nhở? Solo kill bạn ơi, à đây rồi. Solo kill bạn ơi, ở kìa. Gặp Omen mà lại chạy thế này là không được rồi. Florentino trên kèo mà bạn ơi. Florentino trên kèo mà ra đây solo nào. Rồi, Florentino thì bạn hình như là không dám solo kill rồi anh em ơi. Không dám solo kill thì ở kìa, chơi luôn. Bạn muốn chơi thì mình chiều nhá. Ok, vào đây. Nháy đèn này anh em ơi, nháy đèn cho bạn ấy khó chịu này. Đứng nhảy này, vào đây bạn ơi, vào đây. Ui. Hình như là Florentino team bạn có phải là hơi chùn rồi. À đây rồi. Chơi luôn này, kéo về chiêu cuối luôn này. Ok, bạn không chơi mình ép bạn phải chơi luôn. Ok. Cái gì vậy? Ui. Ui xong rồi anh em ơi, hình như là cái pha này bị thả thính rồi. Đang solo kill thì tự nhiên thấy cái gì đỏ đỏ dưới chân, hóa ra là con quy đen đến ganh anh em ơi. Đen thật sự luôn, nhưng mà cái pha này hay quá bạn ơi. Trả thù được cho mình rồi. Cái pha đấy là mình đang ham solo kill quá, thế nên là không có để ý cái map con. Không có để ý cái map nhỏ này, không thấy là quy đen nó xuống. Nhưng mà anh em có thể thấy chưa? Anh em có thể thấy là mình mới chỉ có mỗi một cái món trang bị là cái kiếm Fania thôi. Nhưng mà anh em có thể thấy là cái độ trâu bò của mình chưa? Florentino chọc mình không mất máu luôn. À mà có một cái mẹo cho anh em chơi Omen khiến cho Omen khỏe hơn này. Đó chính là trước khi mà anh em sử dụng chiêu cuối ấy, các bạn có thể là lấy nội tại bên ngoài nhá. Các bạn có thể lấy nội tại từ con chim này, hoặc là lấy nội tại từ cái con lính này. Các bạn lấy cho mình 4 nội tại thôi. Sau đó thì các bạn xích chiêu cuối vào, sau đó các bạn đánh thường liên tiếp vào cho mình. Thì khi đó sức mạnh của Omen nó mới có thể là đạt tối đa được. Chứ nếu mà các bạn xích chiêu cuối xong mà các bạn không có nội tại mà các bạn đánh thường ấy, cực kỳ là yếu luôn. Với cả là có khi là cái chiêu cuối nó hết tác dụng rồi mà các bạn vẫn chưa thể nào mà kết thúc được tướng địch ấy. Đây rồi anh em ơi, có mạng rồi. Cái pha này thì lại phải ulti tốc biến à? Ok, kéo cả hai về này, chơi luôn cả hai này. Quất luôn anh em ơi, bây giờ mình khỏe quá rồi, mình cân cả thế giới rồi. Chạy đi đâu, chạy làm sao được. Ui. Nhưng mà phải công nhận là cái phù hiệu ở cái mùa mới này nó tăng sức mạnh khỏe thật anh em ơi. Cái phù hiệu của cái con Grack ấy mình quên mất là cái gì rồi. Nhưng mà ở cái mùa này mình cảm thấy là nó trâu cực kỳ luôn ấy.
sử dụng cho những vị tướng tanker như kiểu là Grak Ban Doom hay là Toro rất là khỏe luôn. Ok, bây giờ thì nói chung là bá chủ thiên hạ rồi. Các bạn có thể để ý thấy là từ đầu game giờ mình đi farm rất là nhiều nhá. Mình đi farm từ mid này, từ mid xuống rồng lên top, sau đó thì mình lại đi ăn mạng, ăn rất là nhiều mạng luôn. Đó, ăn luôn cả quái rừng của team bạn này. Bây giờ thì phá trụ luôn này, bây giờ mình khỏe lắm rồi anh em ơi. Mình phải gọi là một mình cân ba rồi ý. Và cái cách chơi Omen theo mình thấy là dễ nhất đó chính là các bạn chơi chỉ đẩy một trụ thôi nhá. Các bạn chỉ đẩy một đường thôi, đó chính là cái cách chơi Omen dễ nhất. Còn đâu thì nếu mà các bạn muốn chơi có nhiều tác dụng hơn thì các bạn có thể đi gank cho team như kiểu mình này. Mình thì đi khắp bản đồ luôn, đi khắp bản đồ có thể là đi farm thật là nhiều vàng để có thể là có nhiều đồ tanker cho team đánh. Một cái vị tướng mạnh như thế này mà lại bị anh em bỏ rơi nhỉ, chả hiểu tại sao luôn ý. Các bạn cứ thử cầm vào danh xem sao chứ. Mình chơi cảm thấy rất là sướng luôn. Và nếu mà các bạn không sử dụng được cái combo mà chiêu cuối tốc biến thì các bạn có thể sử dụng cái combo bình thường thôi. Kéo chiêu một về chiêu cuối này, mình làm một lần nhá. Mình làm một lần cho anh em xem này, kéo chiêu một này, chiêu cuối này. Ui. Ui. Cái pha này hình như là hơi lố rồi anh em ơi. Cái pha này hình như là hơi lố rồi. Đang định nói ngầu ngầu lý thuyết đi song song với thực hành nhưng mà lý thuyết thì rất là bon mồm nhưng mà thực hành thì chả thấy đâu cả anh em ơi. Nhưng mà theo mình thấy thì cái combo đấy vẫn là cái combo dễ nhất của Omen bây giờ chứ. Cái combo mà chiêu cuối tốc biến nó rất là khó sử dụng luôn. Cái combo chiêu cuối tốc biến bây giờ nó không dễ như ngày xưa nữa đâu. Ui, quyền vương đá mình không mất máu luôn kìa anh em ơi. Bây giờ thì nói chung là Omen nó bá chủ thiên hạ rồi. Mình sẽ ra đây trêu quyền vương này, đứng đây nhảy này anh em ơi. Đứng đây nhảy cho quyền vương đá mình này xem có mất máu không nhá. Ok, đó các bạn thấy chưa? Không hề mất máu luôn, mình lại còn hồi nhiều máu hơn ý. Ok ok. Solo kill với cả Florentino luôn này, bạn chọc mình đi. Bạn chọc mình đi. Ui. Florentino chọc mình không mất máu luôn anh em ơi. Florentino chọc mình không mất máu luôn. 6-7 bông mà không mất máu luôn kìa. Ui, quá trâu luôn. Đó các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là sức mạnh của Omen chưa? Các bạn cứ vác vào danh chơi thử xem sao nhá. Chứ mình thấy là đây là một vị tướng khá là mạnh đấy chứ, tại sao mà anh em lại bỏ rơi được nhờ. Tối nay nhất định là phải lấy cái bộ trang phục mới của Omen thôi anh em ơi. Có cái vị tướng này chơi phê quá. Tối nay phải cố gắng là lấy cái cúp C1 để có thể lấy trang phục mới của Omen nhá. À mà mấy ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều bạn bảo là anh ơi, anh làm clip về vị tướng Pain đi. Vị tướng Pain ở cái mùa này em cảm thấy yếu sao á. Thì ok, mình sẽ làm clip về vị tướng Pain sớm nhá. Theo mình thấy thì cái vị tướng Pain ở cái mùa này thì nó có cũng có mặt lợi và cũng có mặt hại, và có mặt lợi với mặt hại như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi mình ở cái clip sau nhá. Clip sau thì có lẽ là mình sẽ làm clip về vị tướng Pain cho anh em xem. Còn bây giờ thì cứ chói được thằng nào là quất vào mông thằng đó nhá. Khỏe quá rồi anh em ơi, vừa trâu vừa khỏe đó chính là Omen nhá. Và bây giờ thì có khi là mình bật cái chiêu 2 lên thì cả 5 người team bạn sốc đam mình cũng không chết ấy. Mình có cả thuẫn nham thạch cơ mà. Mình có chiêu cuối nha, mình có tốc biến này. Mình có tốc biến này anh em ơi, Joker này, chiêu cuối tốc biến này. Chiêu cuối này, tốc biến này. Ok, có mạng luôn. Joker không kịp trở tay luôn này. Tanh luôn cả trụ anh em ơi, tanh luôn cả hai trụ này, còn thuẫn nham thạch nhá. Quá trâu, quá khỏe đó chính là Omen của chúng ta. Và có lẽ là trận đấu này nó cũng sẽ kết thúc thôi anh em ơi. Team bạn bây giờ thì hết cửa để bật rồi. Omen nó đã có đồ như thế này thì team bạn hết cửa rồi. Florentino bây giờ cũng chả làm được cái gì cả. Ok, quyền vương này, quyền vương cố gắng búa máy này. Ok, end game luôn đi anh em ơi. Và theo mình thấy thì cái combo mà chiêu cuối tốc biến của Omen bây giờ nó cũng không phải là quá là khó sử dụng đâu. Các bạn chỉ cần vào phòng tập thôi, vào phòng tập luyện tầm khoảng 5-10 phút là có thể là sử dụng ok ngay ý mà. Rồi bây giờ thì mình biến về thôi. Ok ok, hình như là team bạn thích đánh nhau anh em ơi. Hình như là team bạn thích đánh nhau. Ok, thích đánh nhau thì mình chiều thôi. Chơi luôn này anh em ơi. Ui. Mình còn chưa kịp lên team bạn chết cả ba người rồi kìa, còn mỗi Florentino thì làm cái gì bạn ơi. Ok, thì nói chung là end game luôn vậy. Đang định ăn kinh công thì end game luôn. Ok, và trận đấu đã kết thúc rồi. Và anh em xem clip nếu mà thấy hay thì các bạn hãy nhớ là cho mình xin một đăng ký kênh này, một like video và một chia sẻ video nha. Cảm ơn em rất là nhiều và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye.